Sơn đã xem máy video Enchanted. Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn đã bật kênh này lên. Như đã giới thiệu với các bạn từ trong bài học trước thì chủ đề của chúng ta lần này sẽ là về Krankenversicherung, bảo hiểm sức khỏe ở Đức. Trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những kỹ thuật vựng căn bản có liên quan tới lĩnh vực này. Các bạn không cần phải ghi chép bất cứ một cái gì hết. Tất cả những kỹ thuật vựng này sẽ được mình đưa lên Facebook và blog của mình. Điều mà các bạn cần làm bây giờ chỉ là việc lắng nghe và nhắc lại. Und jetzt, lass uns anfangen. Hãy cùng bắt đầu nhé. Từ đầu tiên mà chúng ta có là Die Krankenversicherung, có nghĩa là bảo hiểm sức khỏe hay là bảo hiểm y tế. Từ này thì trông có vẻ khá là dài bởi vì nó là một từ ghép. Tuy nhiên các bạn có thể tách được chúng thành những cái âm như sau. Đó là Krankenversicherung. Krankenversicherung. Ok. Đây là một điều bắt buộc khi mà các bạn muốn sống và học tập tại nước Đức. Thì nếu như mà các bạn không có bảo hiểm y tế thì các bạn không thể nào mà dạng visa hay là đăng ký nhập học được. Một khi mà các bạn đã đăng ký được với một cái hãng bảo hiểm thì khi đó các bạn sẽ được cấp một cái thẻ bảo hiểm. Ở tiếng Đức chúng ta gọi đó là Die Krankenversicherungskarte. 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 Ở Đức chúng ta có hai loại bảo hiểm, đó là bảo hiểm nhà nước, gesetzliche Krankenkasse, hay là bảo hiểm tư nhân, private Krankenkasse. Gesetzliche Krankenkasse. Private Krankenkasse. Đối với những sinh viên học dự bị hay là những bạn tham gia một cái khóa học tiếng ở bên Đức thì chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất, đó là bảo hiểm tư nhân. Chỉ một khi mà các bạn làm sinh viên của một trường đại học thì các bạn mới có quyền được tham gia vào bảo hiểm nhà nước. Đối với bảo hiểm tư thì khi đi khám bệnh thì các bạn sẽ phải trả tiền trước, rồi sau đó các bạn gửi cái giấy hóa đơn của mình đến hãng bảo hiểm, rồi sau đó hãng bảo hiểm nó sẽ xem xét và có thể tùy theo cái hợp đồng của bạn mà sẽ hoàn trả lại cho bạn toàn bộ số tiền mà các bạn đã phải chi trả hay là chỉ là một phần. Đối với hãng bảo hiểm nhà nước thì thông thường một tháng các bạn phải trả tầm khoảng 80 euro. Số tiền đó bao gồm phí bảo hiểm sức khỏe, Krankenversicherung, và cái phí cho nhu cầu chăm sóc điều dưỡng, Pflegeversicherung. 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 So với bảo hiểm nhà nước thì bảo hiểm tư lúc đầu thì có vẻ rẻ hơn, thế nhưng mà một khi mà các bạn bị bệnh thì cái số tiền mà các bạn sẽ phải trả thêm nó sẽ cao hơn, bởi vì bảo hiểm tư sẽ không chi trả toàn bộ chi phí cho các bạn mà chỉ trả một phần thôi, một phần còn lại sẽ là chính các bạn phải trả, đó gọi là Eigenanteil. Eigenanteil là phần đóng góp thêm. Nếu như ngay từ đầu các bạn chọn bảo hiểm tư thì sau đó các bạn sẽ không có cái cơ hội được quay trở lại bảo hiểm nhà nước nữa. Và hầu hết những cái sinh viên ở bên này thì chọn cho mình bảo hiểm nhà nước, và mình cũng khuyên các bạn như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng với nhau làm quen về những từ vựng về các chuyên ngành bác sĩ. Rồi, trước tiên chúng ta có Der Hausarzt. Các bạn lưu ý là chúng ta nhấn trọng âm vào từ Haus. Der Hausarzt. Đây có thể hiểu như là bác sĩ gia đình. Một khi mà các bạn bị ốm thì việc các bạn cần làm trước tiên đó là đến Hausarzt của mình, là bác sĩ mà ở gần cái khu mà bạn sống. Cái này thì bạn có thể tìm trên mạng. Hausarzt cũng có thể được hiểu là Allgemeinarzt. Allgemeinarzt. Allgemeinarzt là bác sĩ đa khoa, người có thể khám cho các bạn những cái bệnh đơn giản. Nếu như các bạn có những cái vấn đề về sức khỏe mà một Hausarzt không thể nào mà giải quyết được thì họ sẽ chuyển các bạn đến với một bác sĩ chuyên ngành, đó gọi là Der Facharzt. 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 Hausarzt sẽ viết cho bạn một giấy giới thiệu gọi là Überweisung. Überweisung.
Thông thường chỉ với giấy giới thiệu này thì các bạn có thể đặt được lịch hẹn ở một Facharzt. Tuy nhiên với Zahnarzt, bác sĩ nha khoa, hay Frauenarzt, bác sĩ phụ khoa, thì các bạn không cần phải có giấy giới thiệu mà chỉ cần đến thẳng đó và đặt lịch hẹn với họ thôi. Ngoài ra thì chúng ta còn có những bác sĩ về chuyên khoa nào nữa? Chúng ta có Der Kinderarzt. Kinderarzt. Bác sĩ nhi khoa. Der Augenarzt. Augenarzt. Bác sĩ về mắt. Der Ohrenarzt. Ohrenarzt. Bác sĩ về tai. Der Hautarzt. Hautarzt. Bác sĩ về da. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt. Hals-Nasen-Ohrenarzt. Hay có thể viết tắt là HNU-Arzt. Có thể hiểu là bác sĩ tai mũi họng. Nhưng mà ở trong tiếng Đức thì thứ tự sẽ là Hals, họng, Nasen, mũi, Ohren, tai. Bác sĩ họng, mũi, tai. Facharzt für Magen-Darm-Erkrankungen. Facharzt für Magen-Darm-Erkrankungen. Facharzt für Magen-Darm-Erkrankungen. Bác sĩ chuyên về viêm dạ dày và đường ruột. Der Psychotherapeut. Các bạn lưu ý là trọng âm nhấn vào âm cuối cùng. Psychotherapeut. Psychotherapeut. Bác sĩ điều trị về tâm lý. Ok, trong những bài học tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt lịch hẹn ở bác sĩ và cách miêu tả triệu chứng bệnh của mình. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau. Tschüss! Bis zum nächsten Mal!